Chào các bạn học sinh lớp 6. Để giúp các bạn ôn tập cho kỳ thi cuối học kỳ 1 của môn tiếng Anh lớp 6, thì bắt đầu từ video này mình sẽ chữa đề cương ôn thi học kỳ 1 cho các bạn nhé. Mình có tải được hai bộ đề cương. Với đề cương lớp 6 thì chúng ta sẽ có hai bộ đề cương nhé. Và ở đây hiện giờ mình đang mở sẵn, đây là bộ đề cương số 1. Chúng ta sẽ có một bộ đề cương khác nữa thì mình sẽ xin giới thiệu trong những video sau. Ở đây là bộ đề cương số 1 này. Và bộ đề cương này sẽ bao gồm hai phần. Phần 1 La Mã là phần lý thuyết ngữ pháp từ Unit 1 đến Unit 6. Và phần 2 La Mã sẽ là phần bài tập luyện tập. Ở đây phần 1 La Mã, phần lý thuyết ngữ pháp này thì có bao gồm đầy đủ các kiến thức tóm tắt từ Unit 1 này, với các thể hiện tại đơn này, rồi hiện tại tiếp diễn này, trên nào có đầy đủ các công thức, với câu khẳng định, phủ định, câu nghi vấn, rồi cách sử dụng như thế nào, dấu hiệu nhận biết như thế nào có hết này. Unit 2 thì ôn tập về cách nói với there is, there are, có cái gì đấy. Chữ sự tồn tại. Được chưa nào? Có đầy đủ hết cho các bạn nhé. Rồi là các giới tủ chỉ nơi trốn này, có hết này. Phần unit 2 này. Được chưa nào? Tiếp theo thì sẽ là unit số 3 là cách miêu tả hình dáng với động từ to be. Miêu tả hình dáng của ai đó với động từ to be này. Có đầy đủ hết cho các bạn. Rồi miêu tả hình dáng với động từ have. Cô ấy có một gương mặt trái xoan này, có hết cho các bạn nhé. Câu khẳng phủ nghi vấn như thế nào, có hết. Rồi đến thì hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai. Cái này chúng ta rất hay sử dụng, đúng không nào? Thế thì hiện tại tiếp diễn, miêu tả ý tương lai. Unit 4 là ôn tập về so sánh hơn. So sánh hơn với tính từ ngắn và tính từ dài. Rồi là cách hỏi và trả lời về chỉ đường này. Đây, các mẫu câu sẽ sử dụng khi hỏi đường như thế nào này, cách chỉ đường ra sao này, sử dụng những cái cụm từ gì, đúng chưa nào? Đây, unit 5 là ôn tập từ so sánh hơn nhất, với tính từ ngắn và tính từ dài. Đây có đầy đủ các công thức luôn nhé. Rồi là bảng so sánh với những tính từ bất quy tắc này. Rồi động từ tính thái must, động từ tính thái hay còn gọi là động từ khuyết hiếu đây, đúng chưa? Ôn tập hết nhá. Rồi unit 6 là ôn tập về thì tương lai đơn, có đầy đủ công thức và dấu hiệu nhận biết nữa. Đây, các dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn này, đầy đủ luôn. Đó, cách đưa ra lời khuyên này với should và shouldn't. Rồi, tất cả đầy đủ hết trong phần 1 La Mã nhé. Thì cái bộ đề cương này mình sẽ để link tải ở trong phần mô tả của video. Các bạn vui lòng thì chúng ta xem cái phần định lý thuyết này ở nhà nhé. Và nếu như có chỗ nào chưa hiểu thì có thể nhắn tin cho mình để mình sẽ giải đáp thêm. Rồi chúng ta sẽ chủ động tự xem ở nhà. Và thì mình sẽ chỉ chữa phần bài tập trở đi mà thôi, tức là bắt đầu từ phần 2 La Mã. Ok chưa nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập ở trên này. Thì mình sẽ giải thích tất cả những vấn đề ngữ pháp mà có gặp trong các bài tập này. Ở đây phần bài tập này của chúng ta này có phần thứ nhất là phần phonetics, tức là phần ngữ âm. Đây, một bài ngữ âm khá dài này, 15 câu. Rồi phần B là phần vocabulary and grammar, tức là phần từ vựng và ngữ pháp. Có một bài tập nhìn tranh và điền từ vào này. Rồi bài trắc nghiệm. Sau đó là đến bài gì nhỉ? Chia động từ, đúng không nào? Phần bài đọc điền từ này. Điền từ đoạn văn. Đây, điền từ vào đoạn văn này. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Phần writing, phần viết này. Dựa vào từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh. Rồi viết lại câu này. Đó, viết lại câu cũng khá dài. 15 câu. Ok, như vậy đến đây là hết, kết thúc cái bộ đề cương số 1 này. Và sau bộ đề cương số 1 này thì mình xin nói luôn là sẽ có một bộ đề cương số 2. Sẽ dài hơn. Nhưng đề cương số 2 chỉ toàn bài tập mà thôi, không có phần lý thuyết. Thì mình đưa cái bộ đề cương số 1 này ra trước, vì nó có phần lý thuyết để cho các bạn ôn tập trước đã. Còn khi đã ôn xong cái phần lý thuyết rồi, thì các bạn có thể chuyển sang đề cương số 2 để chúng ta chỉ làm bài tập luyện tập mà thôi. Được chưa nào? Ok nhá, bây giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của phần bài tập, sẽ là phần ôn tập về ngữ âm. Bài ngữ âm này thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đọc và viết phiên âm của từng từ một. Và chỗ nào cần lưu ý, có quy tắc gì thì mình cũng sẽ tự nhắc luôn để cho các bạn học luôn tại chỗ nhé. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đọc luôn này. Câu thứ nhất, 4 chữ U này. Từ này đọc là funny. Funny, đúng không nào? Chữ U ở đây được phát âm là âm Á. Funny. Chúng ta sử dụng ký hiệu là một dấu mũ như thế này. Tiếp theo, lunch. Lunch cũng là âm Á tiếp. Tiếp này, sun. Sun cũng là âm Á, mặt trời. Và từ cuối cùng, computer, máy tính, đúng không nào? Chữ U ở đây được phát âm là âm U.
Thì chúng ta sử dụng ký hiệu phiên âm là chữ G và U như thế này nhé. Computer. Như vậy đáp án sẽ là D. Đúng chưa nào? Đáp án chúng ta bôi màu đỏ. Rồi. Câu tiếp theo. 4 chữ O. Photo. Bức ảnh. Photo. Chữ O ở đây được phát âm là âm O. O là nguyên âm đôi nhé. Và ký hiệu phiên âm của nó là Ơ này. Và U. Ơ ngắn và U ngắn đứng cạnh nhau. U ngắn đây. O. Đúng chưa nào? Going. Cũng là âm O này. Rồi. Tiếp này. Rather. Âm Á đúng không nào? Chữ O đây được phát âm là âm Á. Vậy chúng ta lại phiên âm là đầu mũ. Và từ cuối cùng. Home. Cũng là âm O. Đó. Cũng là âm O. Nguyên âm đôi. Như vậy trong bốn từ này thì chỉ có từ brother. Một mình nó là âm Á. Còn ba cái kia là âm O. Nếu như bạn nào mà chưa thuộc cách viết phiên âm nhé, mình đã thực hiện một cái video để hướng dẫn và cách đọc và viết ký hiệu phiên âm rồi, bao gồm có nguyên âm đơn và nguyên âm đôi rất là đầy đủ. Thì các bạn chịu khó xem lại cái video đó của mình nhé. Thì chúng ta phải thuộc được cái cách đọc và viết phiên âm đã thì chúng ta mới chinh phục được bài tập này. Rồi đến câu thứ ba này, 4 chữ CH. CH thì sẽ có hai kiểu phát âm. Một là trở nặng đúng không nào? Thứ hai là kiểu là chữ K đúng chưa nào? Dùng cái K để viết phiên âm. Đây thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. School. School ở đây CH được phát âm là âm K. Như vậy viết là chữ K để phiên âm này. Teaching. Teaching là dạy học. Dạy học. Ở đây CH được phát âm là âm ch. Đúng chưa nào? Ch là trở nặng. Chúng ta phiên âm bằng chữ T và S dài đứng cạnh nhau như này. Nó phát âm là âm ch. Giống như là chữ TR trong tiếng Việt của chúng ta là âm trở nặng. Tiếp. Chess. Cờ vua. Cũng thế. Cũng là âm ch. Rồi đến chalk, viên phấn, cũng là âm ch. Rồi, như vậy cuối cùng sẽ là đáp án là A, school, đúng chưa nào? Đó. Câu thứ tư này, 4 chữ O. Cold, cold, nguyên âm đôi O, đúng chưa nào? Cold. Từ tiếp, bóng chuyền này, volleyball. Volleyball, đây từ này có nghĩa là bóng chuyền. Và chữ O ở đây được phát âm là âm O. Đúng không nào? O ở đây có thể vừa O ngắn hoặc O dài cũng được. Thì chúng ta đọc nó O dài nhé. Thì vì đằng sau là có hai chữ L như thế này. Khi có hai phụ âm double lên như thế này thì cái nguyên âm đây chúng ta sẽ đọc dài ra. Volleyball. O dài ký hiệu sẽ là chữ C ngược cùng với hai chấm. Telephone. Điện thoại. Telephone. Chữ O đây được phát âm là âm O. Đúng chưa nào? O. Và cuối cùng open, mở ra, cũng là âm O tiếp. Như vậy là đáp án sẽ là B, đúng không nào? Volleyball. Câu thứ 5, 4 cái EA này. Từ đầu tiên này, meat, meat có nghĩa là thịt, đúng không nào? Và EA ở đây được phát âm là âm Y dài. Y dài ký hiệu sẽ là Y, một la mã. Và Y, âm Y dài ký hiệu phiên âm sẽ là chữ Y thường trong dấu hai chấm. Đọc là Y, meat. Chúng ta kéo dài cái âm y này ra một chút. Meat. Được chưa nào? E. E. Meat. Reading. Reading. Cũng là âm y dài. Tiếp. Bread. Bread. Từ này có nghĩa là bánh mì đúng không nào? Và ea ở đây được phát âm là âm e. Thì chúng ta thường phiên âm là chữ e thường. Bread. Và từ cuối cùng này. Seat. Cũng thấy âm y dài. Seat. Như vậy đáp án sẽ là C nhá. Bread. Tiếp. 4 ES ở đây. Các bạn xem nhá. Rice. Ở đây cái chữ E này thì đứng sau chữ T đúng không nào? Nhưng mà E đây thì chúng ta khi đọc lên thì nó không được phát âm, coi như nó là âm câm. Vậy xem như cái từ này là S đứng sau chữ T, đúng chưa? Đứng sau chữ T. Mà S đứng sau T thì S sẽ được phát âm là âm S. Đây, chúng ta dùng phiên âm là chữ S như thế này. Rice. Từ bên cạnh cũng tương tự. Mix. Chữ E câm không đọc. Chúng ta không phát âm âm E lên. Như vậy S đứng sau K sẽ phát âm là âm S. Đó, các bạn còn nhớ không? S khi đứng sau các chữ cái như là F, K, P, T, 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 H thì chúng ta sẽ phát âm là âm S. Còn lại thì sẽ là Z nhá. Từ này cũng thế này. Text. K, E, S thì xem như là E câm không đọc này. Thì S ở đây sẽ xem như là đứng đằng sau chữ K,
nhá. Mà ép xuống sau ca thì chúng ta sẽ phát âm nó là âm s. Đó. Và từ cuối cùng này, drives. Đó, s xuống sau chữ v. V, v đây chúng ta sẽ phát âm nó là âm z. Thì nó không nằm trong trường hợp đặc biệt. Z. Được chưa nào? Vậy đáp án cuối cùng sẽ là đi. Đó, như thế này. Các bạn cứ nhớ nhá. Đây mình đánh bánh cùng dưới này cho các bạn xem lại này. Khi mà s đứng sau các chữ cái sau đây này, s, k, p, t, th. Đó, th. Thì các bạn cứ nhớ này. F, K, P, T, Th mà cộng với S. Được chưa nào? Thì cái sự F, C này sẽ được phát âm là âm S. Thế còn lại ngoài ra sẽ là Z và Z này. Được chưa nào? Đấy, các bạn lưu ý nhé, thuộc cái này cho mình. Rồi, câu số 7 này. Bốn cái chữ E đây. Never, đúng không nào? Không bao giờ. Viết E mà đọc thành E. Chữ E ở đây vẫn được phát âm là âm E. Viết E đọc E thì chúng ta giữ phiên âm là chữ E thường như thế này. Tiếp, often, thường thường, often, chữ E đây được phát âm là âm Ơ đúng không nào? Often, như vậy, chúng ta dùng phiên âm là chữ Ơ như thế này nhá. Tiếp này, when, when, E ở đây vẫn được phát âm là âm E, đúng chưa nào? Thế sẽ là E này. Và tennis, E đây vẫn được phát âm là E. Được chưa? Tennis. Vậy đáp án sẽ là B. Often. Câu số 8. Bốn cái TH. TH thì sẽ được phát âm theo hai kiểu. Một là lưỡi giữa răng, hai là lưỡi sau răng. Các bạn nhớ nhé. Ví dụ như là ngày thứ 5 này, chúng ta sẽ đọc nó là first day. First day. Từ này TH được phát âm là lưỡi giữa răng. Chúng ta để lưỡi giữa hai hàm răng nhé. Được chưa nào? Thursday, lưỡi giữa răng này. Từ này được phát âm là thanks, thanks, cảm ơn, đúng không nào? Cũng là lưỡi giữa răng. Lưỡi giữa răng ký hiệu phiên âm sẽ là một hình oval và nét gạch ngang ở giữa như thế này. These, these có nghĩa là những cái này, đúng không nào? TH ở đây được phát âm là lưỡi sau răng. Lưỡi sau răng ký hiệu đây nhé. Đây, đây là lưỡi sau răng. Và từ cuối cùng này, birthday, ngày sinh nhật, birthday, đây là lưỡi giữa răng. Đó. Cái những cái từ này bắt buộc là chúng ta phải luyện đọc thật nhiều thì chúng ta mới thuần thục và nhớ được thôi. Nếu như các bạn trong quá trình đọc mà có nghi ngờ chỗ nào không chính xác thì chúng ta nên kiểm tra lại trong từ điển nhé. Vậy trong câu này đáp án sẽ là C. These, được chưa nào? Có lẽ khi học tiếng Anh ý, thì cái cách phát âm TH giữa răng hay sau răng này là cái trở ngại lớn nhất của chúng ta. Tại vì trong tiếng Việt thì chúng ta không sử dụng những cái âm này. Cho nên là chúng ta không quen. Lưỡi chúng ta cũng không quen để phát âm những cái âm này. Nhưng bây giờ khi học tiếng Anh thì thường là các bạn sẽ thấy hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên là chúng ta luyện tập nhiều thì dần dần sẽ quen đi thôi nhá. Rồi, đến câu số 9 này. Bốn chữ Y ngắn này. Advice. Advice có nghĩa là lời khuyên. Và Y ở đây được phát âm là âm I. I sẽ là I, I. I và Y ngắn như thế này. Advice. Tiếp này, drives, cũng là âm I đúng không nào? Đây, cũng là nguyên âm đôi, I. Nice, cũng thế, cũng là âm I. Và từ cuối cùng, police. Police, đây, chữ Y này được phát âm là âm Y dài nhé. Y dài là Y thường thêm dấu hai chấm, police. Vậy đáp án sẽ là đi. Rồi này, câu số 10, bốn từ với hai chữ E được vài chân. Câu này khó nhé, câu này câu khó này. Các bạn sẽ phải tra từ điển. Hai chữ E sẽ được phát âm là âm Y. Vấn đề là Y ngắn hay Y dài? Thông thường sẽ là Y dài, được chưa nào? Tuy nhiên chúng ta cũng xem xong bốn từ này cái từ nào khác nhé. Từ đầu tiên này, coffee. Coffee, theo như từ trong từ điển Oxford mình cũng phải tra lại, thì hai chữ E ở đây người ta phiên âm là chữ Y thường như thế này, không có dấu hai chấm và cũng không phải là một la mã. Thì tức là chúng ta có thể đọc dài cũng được, ngắn cũng được, được chưa nào? Coffee, đó, chúng ta chỉ để một chữ Y như này thôi, không có dấu hai chấm. Thế còn đến từ này này, C, đây chắc chắn sẽ là Y dài. Y thêm dấu hai chấm vào, sẽ là Y dài, chúng ta kéo dài cái âm Y này ra. E, C, đúng chưa nào? Tiếp, agree, có nghĩa là đồng ý. Và từ này cũng được phát âm là âm Y dài, cũng là Y thêm dấu hai chấm. Từ cuối cùng, free, rảnh rỗi hoặc là tự do.
cũng là âm y dài, y thêm hai chấm, được chưa nào? Đó, thì bốn từ này chỉ có từ coffee là nó khác thôi, vì nó không có hai chấm đằng sau y. Thì chúng ta có thể đọc dài hay đọc ngắn cũng được. Câu này là một câu khó nhá. Và nếu bạn nào đã xem đến đây rồi thì chúng ta nên thuộc lòng luôn cho nhanh, được chưa nào? Còn nếu trong quá trình học chúng ta còn nghi ngờ chỗ nào thì nên tra lại trong từ điển, ok nhá. Rồi bây giờ đến câu số 11 này. Bốn chữ C. Từ thứ nhất, city. City ở đây có nghĩa là thành phố, đúng không nào? Và chữ sk ở đây được phát âm là âm s. Chúng ta sử dụng chữ s, s để viết phiên âm. Tiếp, từ tiếp theo này, cathedral. Cathedral là thánh đường. Và chữ k ở đây được phát âm là âm k, k. Thì chúng ta dùng phiên âm là chữ k. Khi mà chữ k này trong từ nó viết là k, là c, nhưng khi phát âm lên là âm k, thì chúng ta phải sử dụng phiên âm là chữ k nhé các bạn nhé, không dùng chữ k nhé. Lưu ý cái này. Tiếp theo này, central. Central là trung tâm, đúng không nào? Thuộc về trung tâm, âm s, được chưa? Và cinema cũng là âm s. Đó, như vậy đáp án sẽ là B, cathedral, đó là âm k, còn ba cái kia là âm s. Rồi nhá. Câu số 12 này, bốn chữ E này. Every, every là mỗi, đúng không nào? E ở đây cũng được phát âm là âm E. E của E vẫn giữ là chữ E. Prepare, chuẩn bị. E ở đây được phát âm là âm I. Prepare, prepare, đúng không nào? E ở đây được phát âm là âm I, I ngắn nhé. Ký hiệu phiên âm là I một la mã. Tiếp, relative. Relative, họ hàng người thân, đúng không nào? Relative, viết E đọc E, đúng không nào? Đây, đây là E, relative, E thường. Và helping, từ này có nhiều nghĩa. Một là dạng verb in của động từ help, đang giúp đỡ ai đó, đang giúp đỡ. Hoặc nếu là danh từ thì có nghĩa là phần ăn hoặc suất ăn. Đây, thì E ở đây vẫn được phát âm là E, E thường. Vậy đáp án của câu này sẽ là gì? B, prepare, đúng không nào? Xong này, câu số 13, 4 chữ CH, chat, chat. CH ở đây được phát âm là âm ch, trở nặng nhé. Đây, chat, chat có nghĩa là tán gẫu này. Peach, quả đào, peach cũng là âm ch. Đó, thì chúng ta lại phiên âm bằng chữ này. Chocolate, sô-cô-la, chocolate cũng là âm ch. Và từ cuối cùng môn hóa học này, chemistry, chemistry là âm k. Đó, vậy đáp án cuối cùng sẽ là D, chemistry. Câu số 14, 4 cái EA này. Leave, leave, rời đi. Đây là âm y dài. Rồi này, break, break, làm vỡ, đánh vỡ. Đây là âm A, EA đây được phát âm là âm A. A sẽ là phiên âm là E và Y ngắn. A, break. Tiếp, repeat là nhắc lại. Đây là động từ nhắc lại. Repeat là y dài này, y thường thêm dấu hai chấm. Và từ cuối cùng, peaceful, yên bình, hòa bình, yên bình. Peaceful, y dài này, được chưa nào? Vậy đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là B, break. Câu số 15, 4 chữ O này. Money, money ở đây là tiền, đúng không nào? Và O ở đây được phát âm là âm Á. Âm Á ký hiệu là dấu mũ. Tiếp, close, động từ đóng, đúng không? Và O đây được phát âm là âm O, là ơ ngắn và u ngắn. O, đây, O, được chưa nào? Tiếp theo, most, cũng thế, cũng là âm O này. Và từ cuối cùng là judo, môn võ judo, đúng chưa nào? Cũng là âm O. Rồi, vậy đáp án cuối cùng của chúng ta sẽ là A, money. Xong nhá. Như vậy là mình đã chữa xong cho các bạn bài tập ngữ âm rồi, bao gồm 15 câu, được chưa nào? Và video của chúng ta ngày hôm nay sẽ tạm dừng ở đây nhé. Đây là video đầu tiên chữa đề cương ôn thi học kỳ 1 của tiếng lớp 6, đề cương số 1. Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập những bài về sau như thế này, được chưa nào? Ok, link tải đề cương này mình để trong phần mô tả của video nhé. Các bạn cần thì vào trong phần mô tả của video để lấy link tự tải về xem. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.